Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dài TV. Lời đầu tiên, Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này thì Bà Dài xin phép quý vị và các bạn, Bà Dài tiếp tục nối máy gọi Zalo, gọi video đến Gia này quý vị. Gia đó hả bay? Chú ba đâu bay? Gia, trong cái drama này á, chồng của Mốm là một cái người đàn ông phải nói là thầm lặng, một cái người chồng mẫu mực luôn âm thầm bảo vệ vợ và các con ha. Chồng của Mốm không thường xuyên lên đối chất hay là đối co với cái bọn cền cền bên bay trên mạng xã hội, nhưng mà nhiều người cũng có thể cảm nhận một điều rằng chồng của Mốm là một cái điểm tựa dưỡng chắc cho Mốm ha. Thực tế như thế nào đó thì bên bay đã cũng biết được lấy cái gì mà để công kích của mà chồng của Mốm phải không? Tại bay có ở chung nhà đâu mà bay biết. Giờ vợ chồng con cái của Mốm đó đang là sống ở trong cái ngôi nhà ở số 5 đó. Sống ta nói là một cách đường đường chính chính, còn vợ chồng của bay thì phải nói là lang bạc khắp nơi, thuê mướn phải nói là đủ đường để có cái chỗ mà chui ra chui vô heo. Ngày trước cái bản thân của bay chỉ là cái loại ca sĩ là hạng E hạng F gì thôi, rồi nay hết thời phải đi hát là ở quán đèn mờ bên Pháp gì đó, thì làm sao mà có cái đủ tiền để mà mua một cái căn nhà ở trên thành phố Hồ Chí Minh hả bay? Tôi nói cho dù hồi cố nghệ sĩ và còn sống đó thì bay cũng chẳng là cái đinh gì ở trong cái showbiz cả. Cả bay và chồng của bay đều là làm ở trong showbiz, nhưng mà cái tuổi thì càng ngày càng lên mà tên vợ chồng của bay càng nằm mà xuống dưới không, chẳng ai biết. Cái giải ba sao nói đuôi hữu danh vô thực của bay không thể nào kiếm cơm được ở bên ngoài, đành phải là lùi về ăn chợt nhà cậu của bay ha. Rồi sau đó đó bay mới mở cái kênh YouTube, bay quay những cái hình ảnh sinh hoạt của cậu của bay để mà bay bán hình ảnh của cậu bay ở trên mạng xã hội không, để là bay kiếm tiền từ YouTube ha. Không biết là bay có xin phép cậu của bay hay là không. Như vậy là từ hồi cậu của bay còn sống đó thì bay đã là ăn dần ăn mòn hình ảnh của cậu bay rồi, ở bám ở cái nhà cậu heo, rồi tiền nhà tiền điện tiền nước còn không có cái tiền để mà đóng. Hồi trước cái live show kỷ niệm là bao nhiêu năm đi hát của bay đó cũng vậy thôi, cũng là tiền của cậu của bay cho để mà làm thôi. Vậy đó giờ mà bay dám mạnh miệng nói rằng là bay có tiền, bay thuê nhạc sĩ nhạc ơ viết cái này viết kia, viết nhạc độc quyền cho bay hát rồi không? Cái chuyện này thì cũng đang chờ phía nhạc sĩ xác nhận đó bay à. Nhưng mà có thể vì sợ cái miệng cái mồm của phía bên bay quá trời quá đất cho nên là chắc là nhạc sĩ là không dám lên tiếng đâu bay à. Bay nhai đầu nhạc sĩ luôn thì sao? Bay thì giờ ta nói là cái quái gì bay không dám làm heo. À chỉ có cái duy nhất một cái chuyện là bay không dám làm đó là cái gì bay biết không? Sao kê? Tuyệt đối là bay không làm đâu. Tại vì bay làm thì bay sao ủ tờ sao? Nhưng mà trong cái chuyện sao kê không phải là bay muốn không sao kê là sẽ không sao kê đâu nghe bay. Bởi vì cái chuyện này đó Mốm là sẽ nhờ vào pháp luật can thiệp đó bay ạ. Bay đã tệ mà chồng bay còn tệ hơn, cưới rồi vợ sinh con rồi mà cuối cùng cũng xin chùm vô nhà của cậu bay ở, và nhục hơn nữa là ở không có tạm vắng tạm trú cái gì hết trơn trọi, cái không biết quê hả bay. Cậu của bay cố tình không cho nhập khẩu, không đăng ký tạm vắng tạm trú cho, thì nên biết điều mà hiểu ý của cậu của bay chứ. Vậy mà vẫn là ở lì cho đến cái ngày mà cậu bay mất á, rồi bây giờ cậu bay mất rồi tham lam rồi á cũng loài ra cái đuôi chuột của bay thôi. Giờ đó thì đừng có giấu giếm ử mưu gì nữa hết đó bay ơi, cái kim ở trong bọc nó loài ra trơn trọi rồi bay à. Những cái cây kim sự thật về cái bản chất của bay đó giờ phải nói nó loài ra, tao nói là lổm chổm cũng như là lông con nhím đang xù lên vậy bay. Trời đất ơi, chúng ta thấy khủng khiếp quá. Bây giờ quay trở lại với việc chồng của Mốm bị bay tấn công đó ha. Bên bay tấn công ta nói là tấn công ê chề, tấn công Mốm thất bại. Bây giờ tấn công tới chồng của Mốm thì cũng thất bại theo. Cụ thể là chúng nó nói rằng là nhà số 5 để cho bay vào đứng tên là đúng tâm nguyện của cậu của bay. Mọi người tham lam chia rẽ gia đình của người ta, lụm lon có chồng về nhà chồng ở đi. Thằng Hải cũng vô dụng bám vợ bám ba nuôi của vợ, nhục quá Hải ơi. Đó, bay nghe chưa? Cái nhóm bên bay nói đó, chú ba ta nói đọc mà phải nói là muốn nổi máu xung thiên luôn. Và nên nhớ một điều, trước khi mà cố nghệ sĩ mất cậu của bay mất đó, Mốm vẫn ở bên nhà chồng chứ không phải là ở với cậu của bay nha. Chỉ vì hai mẹ con của bay là cố tình chia cắt cho nên là cha con của người ta là không được ở bên nhau. Cái bọn mà phía bên bay quên rồi hả? Thật sự thì Mốm phải là ở trong cái căn nhà ấy ngay từ đầu kia kìa bay à. Và Hải cũng vậy, cưới con gái một của cha vợ thì là ở trong nhà của cha vợ thì có gì sai hả bay? Sai ở đây là cái thằng cháu rể đó mà lại là mặt dày ở nhà của cậu vợ, cái đó mày là sai bay à. Trời đất quỷ thần ơi, đi cà khịa người ta, cà khịa tào lao rồi tự tát vào mặt vợ chồng của bay á. Con rể ở nhà ba vợ của mình thì chúng nó nói là nhục, còn cái thằng là cháu rể đó thì ở ké nhà của cậu vợ mình thì không có nhục hả? Không nhục đâu em.
thì cũng nhiều người đã từng xem được các cái video lúc sinh thời của cố nghệ sĩ đó, đi đâu hay là nhậu thì cậu cu bay đó cũng là luôn nhắc tên là thằng Hải là con rể của tôi mới chịu, thấy không? Cái bọn bên bay nên nhớ rằng khi mà nhắc tới Hải đó là cậu cu bay gọi là thằng con rể, chứ không phải là cái thằng cháu rể đi là ở ké nhà cậu vợ 2 năm trời mà không biết nhục, ở ké mà cái bóng đèn hư á cũng không biết sửa. Cậu vợ phải là kêu chồng của Bum hay là Hải chồng của Mớm để mà sửa giúp, như vậy là cũng đủ biết đấy không. Chồng của Bay là một cái người đàn ông phải nói là đáng dứt bỏ đi, bất tài vô dụng quá Bay ơi. Giỏi có cái lập nick ảo rồi chửi phụ nữ là hay thôi. Bay thì có một cái thằng chồng như vậy cũng xứng tầm ghê hả Bay, đúng là mèo mã gà đồng, nồi nào úp dung đó không. Bay hay nói cậu là LGBT rồi hen, nhưng mà thực tế cái thằng chồng của Bay đó nó mới giống là LGBT, bị thiên hạ gọi là bóng hồng mà không biết quê hả Bay, khịa cho dữ vô rồi như là tát vào mặt của Bay thôi. Cho nên bây giờ gia đình 4 người của Bay vẫn chưa có nhà đó, chắc là Bay vẫn còn đang hy vọng là được thắng kiện rồi hen, rồi sẽ được trở về cái ngôi nhà ở Đoàn Thị Điểm rồi hen. Cưới được thằng chồng như vậy phải nói là quê lắm mà phải không Bay? Nhìn á chồng của Mớm mà chắc Bay tuổi thân ha, thèm khát lắm hen. Và cái thời gian qua đó thì chồng của Mớm cũng chính là người quản lý shop Bun Bun, thấy không? Hải live stream liên tục cùng vợ bán hàng, người ta kiếm tiền từ cái đôi bàn tay, từ công sức của người ta đó. Cho nên là hai cái kẻ ăn bám á, vợ chồng Bay á đừng có tào lao nghe, nhục thêm thôi Bay à. Ở nhờ nhà của cậu, cả vợ lẫn chồng lẫn luôn mẹ của Bay thân làm ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên rồi em, nhưng mà không biết là tự kiếm tiền bằng cái năng lực, bằng cái đôi bàn tay của mình, chỉ biết là bám vào cái thân già cỗi của cậu của Bay. Cái thời trẻ thì ông có thể là còn lo được cho Bay, nhưng mà về sau này cái sức khỏe của ông đã hao mòn rồi, tha cho ông Bay cũng không, cũng tiếp tục là bám vào ông. Đến khi ông mất thì bám vào cái tài sản của ông, kiện con gái của ông ra tòa, nói là con gái của ông là không phải là con họ Pháp đồ này nọ, để Bay có thể là thừa kế cái tài sản của ông không. Đúng là phải nói là hết nói nổi cho tụi Bay rồi không. Có chuyện ruột nuôi bây giờ đã rõ rồi Bay, Mốm là con họ Pháp khỏi phải bàn Bay ạ. Và bây giờ chú Ba cũng đọc được cái chia sẻ vô cùng hay từ một cái thành viên hội nhóm ủng hộ Mớm lên án bên Bay đó không. Cái bài chia sẻ như sau, chú Ba đọc cho Bay nghe. Nói về cái câu chuyện cái ADN và các phe anti fan đang quay lại và tấn công những cái người trong cuộc mấy ngày qua đó. Theo cá nhân của mình nhận định đó như thế này nè. Nếu như mà đã có bản xác nhận ADN đó thì nó được xem như là thượng phương bảo kiếm, hay không? Đồng nghĩa Mốm chẳng phải cần làm gì trong lúc này cả, chỉ cần là hành động, chỉ khi cần thiết mà thôi. Giả sử như là Mốm là con nuôi thì sao? Xin thưa, cũng là chẳng có sao. Vì giấy tờ hợp pháp đã được xác nhận từ Ủy ban Nhân dân quận rồi, thì không còn gì để mà đáng bàn cãi. Bay và mẹ của Bay muốn kiện giấy tờ của Mớm thì mạnh dạn mà kiện luôn Ủy ban Nhân dân quận đi heo. Đừng có mà kiện Mớm để làm gì. Nếu mà cái bộ hồ sơ không có chữ ký của cậu của Bay thì sao? Thì mọi thứ phải cần rất nhiều bằng chứng khách quan để mà thuyết phục quan tòa. Như là Mớm có thật sự là được cố nghệ sĩ cưu mang và nuôi từ là 5 ngày tuổi hay là không. Cái chuyện này đó thì có Bá Tư Quốc Thanh là cái người đã xác nhận sự việc ở trên, heo. Mốm đã sống cùng với cố nghệ sĩ cho đến khi lập gia đình đúng không? Đúng. Bởi vì hộ khẩu gia đình và học bạ sinh nhập học đó là một cái minh chứng cho cái điều này. Cố nghệ sĩ có hoặc là đã từng xác nhận Mốm là cái đứa con gái duy nhất với ai hoặc là với truyền thông chưa? Chắc chắn là có. Cố nghệ sĩ đã từng xác nhận ở trên truyền thông rất là nhiều lần và là có rất nhiều tri kỷ bạn bè thật sự của ông làm chứng. Có thông tin là cố nghệ sĩ đã từ mặt Mốm và không nhìn nhận Mốm là con nữa, đúng không? Dĩ nhiên là không. Xin thưa là cho đến tận cái thời điểm này chưa có một cái văn bản ha từ cấp chính quyền nào mà xác nhận là cái sự việc ở trên là đúng cả. Sổ hộ khẩu và còn đầy đủ tên vợ chồng của Mớm ở trong cái ngôi nhà số 5. Thì cái thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Làm sao để bà chứng minh và xác nhận những cái thông tin trên là đúng? Thì chúng ta có di vật hình ảnh các cái bài báo và chính miệng cố nghệ sĩ cũng đã xác nhận những cái điều đó ở trong các video clip được là chia sẻ ở trên truyền thông. Và đó cũng chính là cái lý do vì sao chúng ta đến với cái drama này. Và Hải luôn tin là tà sẽ không thể nào mà thắng chánh được, cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đó, bạn nghe chưa? Thấy không? Bạn nghe cái bài chia sẻ chưa? Và Bay à, với cái mặt tự giả vào mặt của chồng Bay lần này, tấn công á, chồng của Mớm thất bại á, thì chắc bên Bay á, phải nói là quê độ lắm. Tà mà, làm sao mà thắng chánh được hả? Phải không Bay? Thôi, bây giờ chú Ba tạm dừng cuộc gọi đây nghe. Chú Ba hẹn gặp Bay trong các cuộc gọi tiếp theo nghe. Goodbye, see again. Bạc bạc nghe.